会在楼房烧热气，把媒体当金流能量哈。Tối nay thì mình sẽ làm tổng duyệt cho chương trình show mùa mới có tên là Same Time Tomorrow. Đây là quà nhỏ của chúng mình để gửi tặng giám đốc và chị trợ lý. Đây là quà nhỏ cảm ơn để sáng mắt chương trình. Mời nhé. Okay, bây giờ thì mình sẽ đi trang điểm cho buổi diễn tối nay. Buổi diễn tối nay thì diễn ở một sân khấu nhỏ trong nhà hát và khán giả thì ngồi ngay sát mặt nên là bọn mình cũng sẽ không trang điểm nặng. Okay, phòng chị. Hello. Can I do a little bit filming, please? Thank you. Okay, thật ra thì sau khi trang điểm xong thì nó cũng không khác nhau là mấy. Mình và giám đốc mình thì có cùng một quan điểm, đó là không make up nặng, vì là những tác phẩm đương đại thì muốn để đến gần với khán giả hơn thì cũng để cho nó tự nhiên nhất, chỉ một chút nhẹ thôi, kể cả cho con gái cũng không nặng, trừ khi là bọn mình phải vào một cái tác phẩm nào đó mà nhân vật có tính cách rõ ràng thì khi đó trên sân khấu mình mới phải make up nặng, hoặc là mình khi mà mình ở quá xa khán giả khi mà diễn ở trong sân khấu. Trang phục thì cũng rất là đơn giản, nó chẳng ra là chẳng có gì cả, nhìn có vẻ hơi xấu nhưng mà lên sân khấu thì cũng rất khác biệt cùng với cả cánh tay. Và như thường lệ thì tên mình rất hay bị viết nhầm thế này. Ok. Đây là cô sàn bạn chết rồi. Hello. Chào. Yes. I'm filming. Các bạn mình thì đang ngồi đợi đến lượt, bên trong là top nữ đang làm. Các bạn nữ thì vừa mới xong. Tối nay là tối tổng duyệt. Hello. Ok, 15 phút nữa thì sẽ đến lượt top nam là
Still try tân, 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 still try t